Thưa quý vị, qua nghiên cứu và đánh giá từ thực tế trong 2 năm đại dịch COVID-19 bùng phát, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định vaccine phòng COVID có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh, giảm nguy cơ tử vong và cả phần nào giảm lây truyền của virus SARS-CoV-2. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, hơn một tháng qua, số ca mắc COVID-19 không ngừng tăng rất cao. Nhưng rõ ràng, hơn 80% ca mắc với những người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ở thể nhẹ hoặc không có triệu chứng. Từ những yếu tố này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quyết định triển khai giải pháp để bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng hoặc thể nhẹ điều trị tại nhà với sự quản lý, theo dõi, hỗ trợ chặt chẽ của các trạm y tế lưu động. Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được đưa vào hoạt động ngày 18 tháng 11 với quy mô 380 giường bệnh. Bệnh viện do lực lượng y tế Bệnh viện Vũng Tàu đảm trách. Hơn một tuần trở lại đây, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận trên dưới 400 bệnh nhân. Trong số này, 95% bệnh nhân đã tiêm vaccine phòng COVID và hơn 75% bệnh nhân tiêm đủ mũi 2. Lúc em vào đây là người em cũng bình thường, nói chung là không có biểu hiện gì. Khoảng 80% là bệnh nhân hầu như là không có triệu chứng gì. Đó. Còn khoảng 20% là có khoảng triệu chứng thì thường với chứng nhẹ thôi. Đa số thì người bệnh than là đau đầu, rồi sốt nhẹ. Có những bệnh nhân thì tiêu chảy, ngoài ra thì hầu như là bệnh nhân khỏe hết. Những triệu chứng đó là triệu chứng thông thường nhất của cái bệnh COVID. Có người thì nghẹt mũi, nhưng mà đa số thì mình không có xử trí gì. Thường là hay gặp bệnh nhân là uống nhiều nước ấm và có thể là tăng cường cái dinh dưỡng cho bệnh nhân thôi. Bệnh viện dã chiến tại nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Vũng Tàu hoạt động đầu tháng 11, quy mô 400 giường bệnh. Gần một tháng qua, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải và hơn 80% bệnh nhân COVID-19 tại đây không có triệu chứng. Trước khi uống huyền đó thì sức khỏe vẫn bình thường, nó chỉ hơi đau họng nhẹ với là hơi sổ mũi thôi, nhưng mà 2 ngày sau là mình xong cái là nó hết rồi. Và bây giờ sức khỏe bây giờ vẫn bình thường. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang điều trị gần 4.000 bệnh nhân COVID-19, khiến tất cả các cơ sở điều trị, kể cả các bệnh viện dã chiến đang quá tải. Trong khi đó, hơn 80% là bệnh nhân ở thể nhẹ hoặc không có triệu chứng. Điều này cho thấy việc để bệnh nhân thể nhẹ hoặc không triệu chứng điều trị tại nhà, nếu có thể đảm bảo các điều kiện không lây nhiễm sang người thân là phù hợp, cần thiết. Ở giữa hai giai đoạn mà vaccine chưa được bao phủ ấy, thì của một cái lần trước của mình thì khi bệnh nhân vào đến mình khoảng ngày thứ tư đến ngày thứ bảy, thì nếu như bệnh nhân có một cái biểu hiện là có triệu chứng ấy, thì thường là trở nặng rất là nhanh. Chỉ trong vòng khoảng 3 ngày bệnh nhân sẽ trở nặng và có thể sẽ phải sử dụng và điều trị ở đơn vị hồi sức. Nhưng mà sau cái thời điểm mà đã phủ vaccine được rồi thì mình mới thấy là cái số lượng bệnh nhân đến với mình tại cái cơ sở như thế này thì đến ngày thứ 5, thứ 7 và cho đến ngày thứ 9 thì người ta đã đủ điều kiện xuất viện. Theo cái cảm nhận của mình thì cái vai trò của vaccine nó cực kỳ lớn. Thế mình nghĩ là trong cái giai đoạn này cái lượng bệnh nó đang tăng hàng ngày như thế này thì mình nên xem xét cho những cái bệnh nhân mà đã trẻ khỏe như vậy, có thể không có triệu chứng gì, có thể điều trị ở nhà. Đó, còn để mình dành những cái giường cho những cái bệnh nhân mà có những cái diễn biến nó nặng nề hơn, hoặc là những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ cao, thì như thế mình nghĩ là phù hợp. Tích cực triển khai tiêm phòng COVID-19, đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 86% dân số đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Nên dù số ca nhiễm tăng rất cao, nhưng tình trạng chuyển nặng và tử vong có xu hướng giảm. Song song đó, việc điều trị COVID-19 bằng thuốc kháng virus thời gian qua cũng khẳng định hiệu quả. Bệnh nhân COVID-19 được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng virus phục hồi sức khỏe nhanh sau 4 đến 5 ngày điều trị và có thể xuất viện sau 10 ngày. Quyết định để bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ hoặc không triệu chứng điều trị tại nhà trong sự giám sát đồng hành của y tế tuyến cơ sở, rõ ràng là vừa tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh để nhanh khỏe hơn, vừa giảm tải cho hệ thống y tế để có thêm điều kiện, tập trung chăm lo, cứu chữa bệnh nhân có bệnh nền hoặc chuyển nặng. Thưa quý vị, vaccine phòng COVID-19 rõ ràng đang minh chứng rõ nét những lợi ích lớn lao khi mà nguy cơ tử vong vì SARS-CoV-2 không còn là nỗi ám ảnh duy nhất nếu chẳng may bị lây nhiễm.
Thế nhưng vẫn phải nhắc lại, vaccine chỉ làm giảm nguy cơ chứ không thể tuyệt đối. Đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên toàn cầu, hủy hoại sinh mạng con người mỗi ngày. Và những biến chủng mới của COVID-19 đang tiếp tục được ghi nhận, khiến y học thế giới chưa thể theo kịp. Ngăn chặn cơn sóng lây lan dịch bệnh vẫn là trách nhiệm với mỗi người để bảo vệ bản thân, người thân lẫn cộng đồng. Vì vậy, không thể chủ quan vì có vaccine, các biện pháp phòng chống đại dịch rất cần được toàn xã hội thêm chung sức đồng lòng hơn nữa.